Xin chào bạn đã trở lại với Lim Jim ạ. Ngày hôm nay Lim Jim sẽ review một mẫu iPad cực kỳ hot vào thời điểm hiện tại trên thị trường, đó chính là mẫu iPad Mini 6, một cuộc cách mạng trong thiết kế của iPad Mini. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xét đến khía cạnh về viết vẽ trên chiếc iPad này. Liệu các bạn có nên mua chiếc iPad này cho trải nghiệm viết vẽ của mình hay không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi video ngày hôm nay nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến nhanh về những đánh giá của Lim Jim trong quá trình mình thực hiện cái bức artwork mà các bạn đang nhìn trên màn hình này. Chúng ta sẽ cùng xét đến em nó trong một vài những tiêu chí liên quan trực tiếp đến việc viết vẽ để chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Đầu tiên, có lẽ Lim Jim cần nhận xét cho các bạn một chút về cái cảm nhận khi mà mình nhìn đến chiếc iPad này, tức là cái cảm nhận sơ qua, cảm nhận bề ngoài của nó, cũng như là một chút về cái cấu hình của chiếc iPad này để các bạn cùng tham khảo nhé. Thì đây trên tay Lim Jim đó là một chiếc iPad mini 6 màu tím các bạn nhé. Rồi đây đích thực theo tên gọi mình nghĩ rằng nó nên gọi là iPad mini Pro, bởi vì nó giống iPad Pro hơn bất kỳ bản iPad mini nào trước đây. Nó giống như là các bạn cầm một chiếc iPad Pro và các bạn chiếu cái đèn pin của Doraemon ấy để chúng ta thu nhỏ nó vào thì nó là như vậy đấy. Cái bản này thì nó có cái độ lớn màn hình là 8.3 inch thay vì 7.9 inch ở bản mini 5 các bạn nhé. Chip thì xương xương của em nó là một cái chip cực kỳ khủng, đó là A15 Bionic 6 nhân. Rồi, thì các bạn sẽ thấy rằng là xét ở những cái tiêu chí đó thì nó nên được gọi là iPad mini Pro thì đúng hơn. Nhưng chắc chắn rồi, cái chữ Pro này nó chỉ trong ngoặc kép thôi nhá. Thì rõ ràng với những cái cấu hình này, nó là một chiếc iPad nhỏ, gọn nhưng không hề yếu, nó cực kỳ khỏe các bạn nha. Rồi cầm trên tay thì các bạn nhìn thấy là tay của một người đàn ông trưởng thành sẽ cầm nó bằng một tay được các bạn nhá. Còn phụ nữ thì đương nhiên là nó vẫn rất là nhỏ gọn và đáng yêu rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng đến ngay với những cái trải nghiệm thực tế và liên quan đến việc vẽ một cách trực tiếp. Đầu tiên, câu hỏi chắc chắn rằng rất nhiều bạn xem video này đều có chung cái thắc mắc, đó là cái độ lớn màn hình này nó có ảnh hưởng đến việc viết, đặc biệt là vẽ hay không. Thì nhắc lại cho bạn, chiếc iPad này nó có kích thước là 8.3 inch. Tuy rằng cái cảm quan của cái mặt lưng hoặc là bạn cầm trên tay chiếc iPad khi mà chưa bật ấy, thì nó khá là nhỏ. Tuy nhiên khi các bạn bật lên, các bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng 8.3 inch thì nó không quá nhỏ đâu. Và đương nhiên mình là một cái người mà trước đây đã vẽ ở trên những chiếc iPad Pro có kích thước lớn hơn khá là nhiều. Thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà trở lại với cái bản iPad nhỏ gọn như này, chắc chắn rằng mình sẽ cảm thấy nó lạ lạ, hơi lạ lẫm một chút trong cái giai đoạn ban đầu. Tuy nhiên sau một cái bước sketch thì mình lại cảm thấy cái cảm giác quen thuộc nó trở lại. Không biết là do cái trải nghiệm vẽ của mình nó nhiều hoặc là mình xử lý nó quen rồi nên là mình cảm thấy thế hay không. Tuy nhiên mình có thấy một cái điều mà mình cần chia sẻ cho các bạn, đó là khi mà chúng ta vẽ ở những cái chiếc bảng vẽ có màn hình nói chung ấy, các bạn sẽ nhận thấy rằng là chúng ta mau chóng có một cái thói quen, đó là zoom nó lên. Ví dụ như chiếc iPad nhỏ thì chúng ta sẽ zoom nó ở một cái phạm vi lớn hơn. Chính vì vậy có lẽ điều này là một cái yếu tố quyết định rằng là khi sau cái quá trình sketch thì mình lại thấy nó rất là quen thuộc với những cái chiếc bản vẽ trước đây mà mình đã từng sử dụng các bạn nhé. Yếu tố tiếp theo trong phần kích thước của chiếc iPad này mà các bạn hay thắc mắc là liệu nó có nhỏ quá hay không, thì đó là các bạn nhìn thấy trên màn hình này, mình đang để nó ở khổ ngang các bạn nhé, và mở nó ở chế độ là hai màn hình để mình còn xem tranh ref. Và mình cũng muốn test xem liệu ở cái chế độ này là cái chế độ nhỏ hơn ấy, thì nó có ảnh hưởng hay không. Nhưng nhắc lại với các bạn là nó hoàn toàn ok các bạn ạ, khá là lạ lẫm ở cái giai đoạn ban đầu. Chắc chắn rồi, nó sẽ đem lại cái trải nghiệm hơi nhỏ một chút và cấn cấn tay ở một khoảng thời gian khi mà các bạn cần tô những cái nét dài. Nhưng đại đa số cái khoảng thời gian là mình enjoy và mình cảm thấy nó không đem lại cái khác biệt quá lớn so với chiếc iPad Pro 11 inch của mình vẫn vẽ các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với yếu tố tiếp theo. Có lẽ ngay sau cái phần kích thước về màn hình thì rất là nhiều bạn quan tâm đến cái trải nghiệm thực tế về màn hình này. Mình thấy rằng trên các cái forum ấy, các bạn hay bàn luận về cái tần số quét của màn hình này hay những cái tương tự. Nói thật với các bạn là mình đã vẽ qua khá là nhiều những đời iPad rồi, nhưng mà mình thực sự không quá chú tâm đến cái yếu tố đó. Mình biết rằng là nó có ảnh hưởng đó, nhưng mà khi mà các bạn không quá quan tâm thì các bạn sẽ thấy rằng nó cũng không thực sự khác biệt đâu. Và nếu như nó là một cái gì đó khác biệt quá lớn ấy, thì chắc chắn rằng mình đã nhận ra trong quá trình mình sử dụng nhiều những cái đời iPad rồi các bạn nhé. Nên là yên tâm về phần này.
Một cái yếu tố đầu tiên các bạn cần quan tâm trong việc trải nghiệm màn hình ấy, đó là chiếc iPad này có một cái điểm hơi thất vọng một chút mà nhà táo không đem lại đúng cái kỳ vọng của người hâm mộ, đó chính là chiếc iPad này nó vẫn được trang bị một cái tấm nền màn hình, đó là LCD bình thường, nó không được trang bị cái tấm nền có tên gọi là mini LED thì phải, như kỳ vọng của nhiều người hâm mộ các bạn ha. Chính vì vậy trong cái quá trình vẽ này mình cảm thấy hơi lạ lẫm một chút về cái điểm tiếp xúc của bút khi mà chúng ta tiếp xúc vào màn hình nhá. Cái phần này mình đã nói khá là chi tiết trong một cái video trước đây chia sẻ về cái iPad 2017 cơ. Các bạn có thể click vào đường link đang xuất hiện trên màn hình để chúng ta xem lại cái phần này nhá. Đó, nó giống như là một cái tấm nền kép, nên là nó sẽ gia tăng cái khoảng cách của bút giữa cái nét bút và cái màn hình ở cái phần da mực ấy. Nên là khi mà các bạn vẽ quen ở đời iPad Pro rồi chuyển xuống, chúng ta sẽ cảm thấy hơi hơi thiếu thiếu một chút gì đó ở trong phần này. Thì đó chính là do cái tấm nền màn hình các bạn ha. Thứ hai chúng ta nói đến độ nhạy của màn hình nhá. Thì độ nhạy này nó hơi kém hơn một chút so với những gì mà mình đã từng vẽ trên chiếc iPad Pro các bạn ha. Rồi, nó hơi kém một chút trong những cái phần sau đây, ví dụ như là một vài những tác vụ zoom. Thì thỉnh thoảng nó hơi bị kiểu nó không nhận cái tay của mình ấy khi mà mình zoom này. Và một vài những cái tác vụ nhỏ hơn, ví dụ như là chúng ta chọn lệnh ấy, thì nhiều khi chúng ta phải ấn 2 đến 3 lần để chúng ta có thể chọn vào đúng cái lệnh mà chúng ta mong muốn. Thì có thể nói rằng là cái độ nhạy nó kém hơn một chút, mình nghĩ rằng là như vậy. Nên khi các bạn mua cái đời iPad này, các bạn chú ý cho Lim Jim là chỉ nên dán những cái tấm màn hình, tấm phim màn hình ấy, nó mỏng gọn thôi. Và chú ý là chúng ta có thể dán cái tấm paper film thì nó cho cái cảm giác viết vẽ tốt hơn. Ở một cái video Lim Jim đã giới thiệu chi tiết về cái tấm paper film rồi. Các bạn có thể click vào đường link đang xuất hiện trên màn hình để chúng ta đặt hàng ở đó các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với yếu tố số 3 trong video ngày hôm nay, đó chính là cấu hình. Đây cũng là một cái yếu tố mà rất là nhiều bạn quan tâm, cân nhắc trước khi mua iPad. Các bạn hay thường hỏi Lim Jim rằng là kể cả những cái mẫu iPad thấp đời hơn, ví dụ như là mẫu iPad Gen 9 chẳng hạn, thì các bạn cân nhắc rằng liệu nó có đáp ứng được nhu cầu của vẽ trên Procreate hay không. Thì Lim Jim xin trả lời một lần nữa và khẳng định trên video này một lần nữa, đó là iPad là một thiết bị cực kỳ khỏe các bạn ạ, và Procreate cũng là một cái phần mềm nó được trang bị rất là nhỏ gọn và tinh giản. Mình không biết cách nào nhưng nhà sản xuất rất là thông minh, khôn khéo khi đưa Procreate vào hệ điều hành iOS. Không phải ngẫu nhiên mà đây là một trong những phần mềm vẽ nổi tiếng nhất trên iOS nói riêng và tất cả những cái mẫu bảng vẽ nói chung, thì là bởi vì nó rất là tinh gọn. Chính vì cái sự kết hợp giữa một thứ cực kỳ tinh gọn và một thứ cực kỳ mạnh mẽ này, nên là các bạn yên tâm rằng dù các bạn mua iPad Gen 9 hay iPad thấp đời hơn chẳng hạn, thì nó đều vẫn đáp ứng được nhu cầu vẽ cho các bạn bình thường các bạn nhé. Chỉ là các bạn chú ý rằng là nó sẽ không đa tác vụ hơn. Ví dụ như các bạn mua những chiếc iPad mà các bạn để kể cả chơi game này, các bạn nghe nhạc, rồi các bạn làm những tác vụ nặng khác, rồi lại song song với việc viết vẽ thì chắc chắn nó ảnh hưởng. Nhưng đối với những người mà chỉ thuần để vẽ hoặc là chơi những cái game rất là nhẹ đó, thì mình nghĩ rằng nó không có ảnh hưởng đây một chút nào đâu các bạn ạ. Ai đã từng dùng chiếc iPad mini 6 này chơi game nặng và vừa vẽ mà các bạn có cái trải nghiệm thì mình vui lòng để lại cái phần đánh giá trong phần comment để cho cộng đồng chúng ta cùng tham khảo các bạn nhé. Ở phần trên thì mình hơi thiếu một chút nên mình nói bù ở phần dưới này. Đó là với chiếc iPad này thì mình cảm nhận rằng cái màu sắc của chiếc iPad này nó hơi chìm hơn một chút so với chiếc iPad Pro các bạn nhé. Mình đã thử nghiệm là xem cái artwork này khi mình hoàn thiện nó, mình copy nó sang chiếc iPad Pro 11 inch của mình, thì mình thấy rằng là chiếc iPad Pro đâu đó nó vẫn nịnh mắt hơn một chút. Nhưng đó chỉ là cái cảm nhận khi mà chúng ta nhìn trên màn hình thôi. Khi mà mình đưa lên máy tính ấy, thì mọi chuyện là hoàn toàn khác. Hai cái này nó không có giải quyết cái vấn đề về cái màu sắc thực tế, mà nó là cái màu sắc hiển thị ở trên cái màn hình Retina này các bạn nhé. Có một chú ý nữa khi mà các bạn mua iPad này để mà tránh trường hợp là mua nhầm, đó là chiếc iPad này sử dụng với Pen 2 các bạn nhé. Và các bạn đừng nghĩ rằng chúng ta có thể chọn lựa Pen, chọn lựa cái bút ấy để mà khi mà chúng ta mua, chúng ta không được lựa chọn đâu. Đây, với chiếc iPad này các bạn bắt buộc phải sử dụng Pen 2 các bạn nhé. Rồi, như vậy là Lim Jim đã vẽ xong cho mình một cái bức artwork trên chiếc iPad mini 6 của mình và cũng đã hoàn thiện một vài những cái phần thông tin chi tiết để gửi đến khán giả của mình, những người cân nhắc mua iPad mini 6 để vẽ hay không các bạn nhé. Tự chung lại thì có một vài những yếu tố sau đây các bạn cần chú ý này. Đầu tiên, đây chính là một chiếc iPad cực kỳ nhỏ gọn, có thiết kế thông minh và cực kỳ hiện đại, nó linh hoạt nữa. Các bạn tưởng tượng xem dù là các bạn là nam hay nữ thì các bạn có thể cầm nó trong một tay
kết hợp với chiếc pen 2 nữa, cực kỳ xịn sò. Chỉ cần một cái túi sách nhỏ xinh của chị em phụ nữ cũng có thể đựng vừa, và chúng ta có thể đem đi khắp thế gian để chúng ta vẽ các bạn nhá. Các bạn có thể không tin, nhưng về trọng lượng nó cũng rất là đáng mơ ước, nó chỉ tương đương với một chiếc iPad Pro Max 13 mà thôi. Khi sở hữu chiếc iPad này, các bạn cũng sở hữu một chiếc iPad có pin cực kỳ khỏe, bởi vì cái kích thước màn hình bé nên là pin của nó tốt hơn khá là nhiều so với pin của iPad Pro 11 inch. Trải nghiệm của mình đó là mình viết mình chỉ còn khoảng 50% thôi và vẽ hoàn thiện cái bức vẽ này. Sau đó mình cảm nhận rằng nó vẫn còn khoảng 20% pin nữa các bạn nhá. Cực kỳ là khỏe các bạn ha. Với những cái ưu và nhược điểm phía bên trên thì mình nghĩ rằng đây là một chiếc iPad phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Những bạn thích có sự linh hoạt này, rồi những bạn phải di chuyển nhiều và không viết vẽ những thứ mà quá phức tạp thì đây chính là một cái chiếc iPad hoàn hảo cho những trải nghiệm viết vẽ của các bạn ha. Và đừng quên mua Pen 2 các bạn nhé. Rồi, trên đây là toàn bộ những nội dung mà Lin Jim tập trung chia sẻ cho cộng đồng của mình, những người mong muốn mua iPad mini 6 cho việc trải nghiệm viết vẽ của mình. Chúc cho các bạn có được sự quyết định đúng đắn trước khi mua chiếc bảng vẽ hay là chiếc iPad này các bạn nhé. Rồi, một lần nữa, nếu như các bạn là người mà đã sở hữu rồi thì đừng quên để lại phần comment để cho cộng đồng có thêm những yếu tố tham khảo. Nếu các bạn thấy video này hay và hấp dẫn, đừng quên ấn like, share, comment một cái điều gì đó ủng hộ người làm nội dung như Lim Jim. Và nếu các bạn chưa phải là thành viên của Lim Jim thì bạn nhớ rằng có rất là nhiều quà trong tương lai cũng như là ưu đãi dành riêng cho thành viên của Lim Jim ạ. Hãy ấn vào nút subscribe ở phía góc phải phía dưới này để trở thành thành viên chính thức của Lim Jim ạ các bạn nhé. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc cho các bạn luôn luôn cố gắng để có được những cái bức artwork xinh đẹp với trải nghiệm vẽ trên iPad của mình. Xin chào các bạn.